Quý vị và các bạn thân mến, những ngày đầu năm 2015, gái gọi và các dịch vụ cà phê phê tới bến, hớt tóc khóc mới thôi và đã có xu hướng tràn về các vùng ven. Đặc biệt là hoạt động này trở nên rất nhộn nhịp xung quanh các khu công nghiệp ở Bình Dương. Và cũng từ đây thì hàng loạt ổ nhóm mại dâm núp bóng cà phê đèn mờ, hớt tóc rộ lên nhàn nhàn và quanh các khu công nghiệp, trực tiếp thách thức lực lượng chức năng. Đi sâu vào điều tra tìm hiểu thì thực sự bên trong có lẽ khiến cho nhiều người hoang mang phải đổ mồ hôi. Chi tiết thì kính mời quý vị khán giả hãy cùng Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng tôi theo chân một người bạn tên Hát là công nhân thuộc một công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương để tìm hiểu về những tụ điểm ăn chơi tại khu công nghiệp này. Hát là một dân chơi có tiếng, tuy chỉ là công nhân nhưng ngón ăn chơi nào trong khu công nghiệp Hát cũng từng trải qua. Hát hào hứng cho biết, trước đây anh đã từng làm tài xế xe tải trong khu công nghiệp cả gần chục năm trời. Những chốn ăn chơi hay phường bán hoa trong khu vực này anh đều thông thạo. Cái nghề tài xế nó vậy, suốt ngày rong ruổi trên các nẻo đường. Vì thế, mỗi lúc dừng chân tại đâu thì cũng phải tìm một chốn giải khuây để lấy lại tỉnh táo, xong rồi đi tiếp. Nhưng với đồng lương tài xế 3 cọc 3 đồng, lại hay chơi bời xả láng, nên suốt hơn chục năm tài xế mà vẫn tay trắng. Mấy năm gần đây anh quyết định chuyển nghề. Hát nói thêm, nói về chuyện ăn nhậu rồi tìm chút hương đồng cỏ nội, thì trên địa bàn này, chỗ nào mà anh chẳng biết. Muốn kiểu nào các chú cứ yên tâm, anh dẫn mối cho. Điểm đầu tiên Hát đưa chúng tôi đến là khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạo quanh trên đường Nguyễn Thị Tú, từ ngã tư Gò Mây đến Hương Lộ 80, Hát cho biết, nơi đây mấy tháng trước có rất nhiều tụ điểm cà phê, massage, hớt tóc và con đường này cũng nổi tiếng là chốn ăn chơi số 1 trong khu này. Đây còn được mệnh danh là con đường sung sướng nữa, nhưng nghe nói dạo này ngành chức năng làm dữ quá nên tạm thời dẹp bớt. Lúc này vào khoảng 18 giờ tối, chúng tôi tiếp tục theo chân Hát tới một số tụ điểm khác. Quan sát những nơi này chúng tôi nhận thấy hầu hết các quán cà phê tại đây đều không hề có bảng hiệu hay địa chỉ. Nhìn bên ngoài thì những quán này cửa khép hờ, nhìn sâu vào bên trong thì chỉ thấy tối om, lâu lâu mới thấy ánh đèn điện mờ mờ nhấp nháy. Phía cổng thì cũng chẳng thấy bóng dáng người bảo vệ hay giữ xe, mới nhìn vào chắc hẳn nhiều người chẳng ai dám vào để uống cà phê. Khoảng chừng 19 giờ tối chúng tôi tiếp tục dạo quanh vài vòng nữa, lúc này tại vài điểm massage cà phê đã thấp thoáng những bóng hồng đứng ngấp nghé ở cổng để đón khách. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bởi những tiếng vẫy gọi chào mời từ các mỹ nữ thiếu vải. Chúng tôi quyết định đáp vào một quán gần đó. Vừa tới cổng, chưa kịp dừng xe đã nghe thấy tiếng mời gọi của một bà chị khoảng 40 tuổi chào đón nhiệt tình. Trong cơn gió thoảng, mùi son phấn cộng với mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc, bà chị nhanh nhẩu và nhoẻn miệng cười rồi hỏi với giọng ngọt như mía lùi. Uống cà phê à anh? Tiến vào phía trong, một không gian âm u mờ tối dần hiện ra trong ánh đèn mờ ảo. Chưa kịp định hướng đi, từ đằng xa, hai cô nhân viên ăn mặc mát mẻ tiến tới, dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi. Tiếp đến là màn chào hỏi rồi đi thẳng ngay vào vấn đề. Hai cô nhân viên nhẹ nhàng móc ra hai chiếc điện thoại có đèn pin bật lên. Sau đó là màn phô diễn hết sức mạnh gợi cảm những đường cong cùng những da thịt nõn nà trên khắp cơ thể. Đến những điểm nhạy cảm thì các cô dừng lại lâu hơn một chút nhằm kích thích khách. Mùi nước hoa rẻ tiền từ thân thể hai nhân viên cộng với mùi ẩm ướt từ những đống bầy nhầy rác rưởi gần đó khiến không khí nơi đây nồng nặc khó chịu. Tôi định hỏi cô nhân viên vài điều nhưng cô gái này đã đề nghị. Chúng ta vào trong chòi anh nhé, trong ấy tiện nói chuyện hơn. Và vào đó luôn tiện em massage cho anh luôn, vừa uống cà phê vừa massage cho sướng anh ạ. Thấy tôi ngần ngại, cô gái này nói thêm. Anh cứ yên tâm, ở đây vừa an toàn vừa rẻ. Anh thích kiểu nào thì tụi em chiều kiểu ấy. Anh thích tàu nhanh bằng tay 50, miệng 100, bao luôn nước uống. Nếu tụi anh muốn đơn giản phục vụ tại chỗ từ A đến Z thì 300 thôi. Thấy tôi lưỡng lự, Hát khoái chí cất tiếng cười và nói. Anh cứ yên tâm, ở đây rẻ lắm. Rời địa điểm quán cà phê, chúng tôi tiếp tục đến một quán massage cách đó không xa. Chưa đáp vội, chúng tôi tìm một quán ven đường ngồi và quan sát. Lúc này vào khoảng chừng 20 giờ tối, không khí tại những tụ điểm massage này trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn lên bởi những tiếng xe máy lượn vòng qua vòng lại trên đường nhằm tìm bãi đáp cho mình.
Những tụ điểm massage này khác với những điểm cà phê là ở phía trước cổng lúc nào cũng có hai nhân viên nam bảo vệ đứng để đón khách và làm nhiệm vụ cảnh giới. Tiếp tục quan sát, chúng tôi thấy cứ một lúc từ trong quán lại xuất hiện một em váy ngắn bước ra, sau đó thì được một trong hai nhân viên nam chở đi. Có lúc lại thấy nhân viên nam phóng xe đi đón những nhân viên nữ trở về. Cứ thế, những cô tiếp viên này thay phiên nhau lần lượt đi tiếp khách. Màn tiếp khách kéo dài cho tới suốt đêm. Chúng tôi tiếp tục tìm đến một vài tụ điểm massage khác. Tại những tụ điểm này, nhân viên không đi tiếp khách như điểm trước mà chỉ có khách lũ lượt tìm đến. Khi chúng tôi dừng xe cạnh đó thì có hai xe máy khác cùng với ba nam thanh niên loạng choạng bước vào quán. Chúng tôi quan sát thấy sau khi vào quán một lúc, mấy khách nam trở ra. Một người trong nhóm tỏ ra bực bội và chửi luyên thuyên gì đó. Một tiếp viên nữ từ phía trong cầm xấp giấy báo ra trước cửa quán, đốt phong long. Các nàng thay phiên nhau bước qua ánh lửa xả xui. Chỉ đợi có thế, chúng tôi quay xe đánh một vòng rồi quay lại để vào quán. Hai tiếp viên đon đả lả lơi kéo chúng tôi vào bên trong. Vào massage ủng hộ tụi em đi anh, hôm nay ế quá. Em làm anh không sướng, không lấy tiền. Chúng tôi được hai cô nhân viên chỉ dẫn lên đến tận phòng. Hỏi giá cả và hình thức, người tiếp tôi xưng tên Tiên liền nói 100 cả tay vào miệng, 500 2 giờ đi khách sạn em bao phòng. Tôi ngỏ ý chỉ muốn khám phá cơ thể Tiên thì nàng liền nắm lấy tay tôi sờ sờ nắn nắn. Tay mềm quá, không giống công nhân gì cả, em chiều anh thoải mái, chứ gặp phải công nhân dán keo dày thì chết em mất. Tôi thắc mắc, nàng bảo thì em làm anh bằng tay, anh lại làm em cũng bằng tay. Tay công nhân dán keo dày thô và cứng nhắc, làm sao mà em chịu nổi. Thấy tôi có phần ngơ ngác, nàng giải thích thêm. Anh dốt quá, tụi em làm nghề này sợ nhất là gặp phải công nhân dán dày đấy. Mới lúc nãy có tay công nhân dán keo đòi khám phá em đau quá, mà nó không tha, nên em táng vào mặt nó một bạt tai. Không có mấy chồng em trong quán thì chắc em ăn no đòn rồi. Một ngày khác, đám bạn thời phổ thông của tôi hội ngộ tại quán nhậu ở bờ kè thị trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương vào một buổi chiều cuối năm. Gió luồn từ hướng sông vào mát rượi. Tuy nhiên, vẫn không thể mát hơn cô tiếp viên trẻ ngồi bên cạnh. Linh Lan, cái tên đẹp kèm theo giọng nói giặc miền Tây dạn dĩ và tươi tắn, khiến cả bàn bị kéo theo. Là tiếp viên nhưng Lan không làm cố định ở quán nào. Trong giới ăn chơi gọi là phục vụ chạy, dạn dĩ hầu bia và cả ăn mồi, cô nàng tỏ ra khá thân thiện. Chúng tôi cũng mở lòng. Em làm nhiều quán vậy, chắc quen biết nhiều. Hôm nào tụi anh đi chơi, em rủ thêm vài bạn đi chung cho vui nhá. Như được mở lời, Lan nốc cạn ly bia rồi đáp. Tưởng chuyện gì, mấy vụ này ông anh khỏi lo. Đàn em của em nhiều lắm, em nào cũng xinh, ở vườn mới lên không à? Chút nhậu xong, nếu cần ta đi karaoke, em điều chúng đến cho các anh chọn. Tôi tấn công. Vậy ngoài tiếp bia và đi vòng ngoài, tới bến luôn được không em? Ngửa cổ cười một tràng, Lan tiếp. Cái đó thì tùy vào huynh chứ. Em đã hiểu tới là ok rồi. Tùy thỏa thuận hai bên, thích là chiều. Tụi nhỏ dễ thương và lấy giá bình dân lắm. Công nhân nhiều anh còn chơi được, nhưng các anh đây là khỏe du à? Tôi vừa nghi ngờ. Vậy em cho anh số một đào, anh gọi thử đi. Lan ậm ừ. Như vậy là chơi qua tay em nha. Em lấy gì sống anh? Thôi, để em gọi cho nó trước, rồi anh gọi. Sau khi gọi, Lan đưa cho tôi số điện thoại. Tôi bấm máy, đầu dây bên kia giọng một cô gái trẻ cũng giặc miền Tây vang lên. Alo, ai vậy? Bạn chị Lan à? Em có nghe chị nói rồi, chút anh tới đâu nhắn tin em tới. Anh tới đâu em tới đó à? Theo lời của Lan, khách hàng của tú bà này đa phần là công nhân ở các khu công nghiệp Linh Trung 2, Đồng An và Việt Xin. Cứ tới kỳ lãnh lương là tụi em chạy xô đuối. Công nhân nhưng mà nhiều anh cũng sộp lắm. Làm cho mấy ảnh vui là anh đi chơi tới bến luôn. Cuộc nhậu tiếp diễn, Lan tỏ ra khá sành điệu. Cô nàng gọi mồi tới tấp và toàn những món đặc sản của quán khiến cả nhóm choáng váng. Sau khi ra hiệu cho nhau, cả nhóm quyết định rút lui. Tụi anh đi chút công chuyện, khi nào karaoke gọi em nhé. Em giúp anh điều đào ngon ngon. Lan gật đầu và bất ngờ sắp tới ôm tôi. Bồi dưỡng cho em đã chứ, rồi hãy đi anh trai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những lời mà Lan nói về chất lượng đào thực ra chỉ là quảng cáo.
Số đào này là gái bán hoa hoạt động ở các điểm massage, cà phê ôm và hớt tóc không kéo. Chúng tôi quyết định làm chuyến thị sát tại các động này. Theo thông tin khai thác được từ Tú Bà Lan, chúng tôi tìm đến những địa điểm nóng trên đường DT743. Đây là con đường nổi danh bao năm nay về dịch vụ massage, cà phê ôm và hớt tóc không kéo, không tông đơ. Đường bắt đầu từ ngã tư cầu Ông Bố, thị xã Thuận An, Bình Dương, kéo dài tới quốc lộ 1K, thị xã Dị An, Bình Dương. Dọc theo tuyến đường này, những quán không tên, không số, chỉ phục vụ cho khách nam mọc lên nhan nhản. Nhộn nhịp nhất là đoạn đi qua phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An. Trong vai một công nhân mới lãnh lương, chúng tôi ghé vào tiệm hớt tóc ở khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp. Người bạn đi cùng nói nhỏ, đây là quán mối nên chiều khách lắm, cứ thoải mái. Quả đúng như thế, vừa thấy anh ta, cô chủ ào ra nũng nịu. Sao lâu quá anh mới đến? Sau khi bạn tôi giới thiệu, cô gái quay sang tôi thỏ thẻ. Chơi nhạc à anh? Tôi vờ. Gội đầu massage giúp anh đi, anh nhậu về, đau đầu quá. Cô gái cười. Ở đây không có gội đầu anh ơi, anh vô trong em thư giãn cho, đảm bảo hết đau đầu. Tôi quan sát, quán hớt tóc nhưng không hề có một cây kéo tông đơ. Những dụng cụ chuyên làm đầu cũng cũ mốc. Chiếc đèn soi rọi ráy tay mạng nhện đã răng đầy. Tôi móc điện thoại ra, định chụp hình thì một đầu gấu từ ngoài bước vào hăm. Làm gì đấy anh trai, cất điện thoại đi. Một khu vực nóng về cà phê hớt tóc vui vẻ là đoạn từ bưu điện Tam Hiệp đến vòng xoay An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Chỉ trên một đoạn đường gần 1 km, có thể đếm được 20 quán cà phê đèn mờ hớt tóc san sát nhau. Những quán này bên ngoài chỉ treo 1-2 chiếc đèn nháy, bên trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bên ngoài là những cô gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm lè loẹt. Những quán cà phê này thường có diện tích khoảng 15m2 nhưng được sắp xếp rất cẩn thận. Bên trong có những chiếc rèm để ngăn cách. Quán có những cái tên rất hút khách như cà phê Kiều Nữ, cà phê Sao Sáng. Chúng tôi đứng trước một quán cà phê trên đường DT743, phường An Phú, thị xã Thuận An. Xe vừa tấp vào lề đường thì các cô gái lao ra mời chào. Những quán bên cạnh thấy vậy cũng chạy ra, giành khách. Một phụ nữ dáng cao ráo giới thiệu rằng quán có rất nhiều em chân dài. Khi chúng tôi hỏi có an toàn không thì người phụ nữ nhanh nhỏ. Mình đón khách ở đây nhưng thuê phòng bên Dị An thì không sợ bị công an phát hiện. Thực tế cho thấy hoạt động của các dạng quán này rất tinh vi và xuất hiện ngày càng nhiều tại các điểm phát triển của những khu công nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau những quán karaoke, khách sạn, massage tầm quất là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, sống bám vào thân xác của những cô gái hành nghề mại dâm hoặc là gái nhảy dã chiến. Mang danh là những kẻ điều gái, luân chuyển hàng qua lại giữa các quán karaoke. Giữa các nhóm này thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa cái việc là tranh chấp hàng của nhau, dẫn tới các vụ trọng án. Giải mã luật rừng của thế giới ngầm mại dâm cũng là chủ đề mà Hồng Nhung muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong câu chuyện của ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Đang lang thang trên đường Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi giật mình bởi tiếng xe rú ga của một cô gái đang chạy sát gần buông lời mời gọi. Đi chơi cùng em đi các anh, không sướng không tính tiền. Ngoái lại phía sau là một gã đi xe, đầu đội mũ lưỡi chai với gương mặt bặm trợn. Thấy chúng tôi không nói gì, một cô ngồi sau, móng tay nhuộm đen, đôi môi đỏ đậm, cầm điếu thuốc phì phèo. Mấy anh định gọi bọn khác để đi chơi à? Bọn nó không nhiệt tình bằng bọn này đâu. Đến khu vực đường Trần Duy Hưng, chúng tôi tiếp tục gặp phải những cảnh rượt đuổi và gạ tình của gà móng đỏ, cùng với một loạt bảo kê đứng dọc hai bên đường. Đôi lúc có Đào đứng đơn độc một mình, nép vào lề đường cầm sẵn mũ bảo hiểm. Chỉ cần khách làng chơi ngã giá xong là sẵn sàng lên xe bay đêm. Tạt vào một quán nước ven đường, chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện của một tay bảo kê của một cô Đào. Qua lời kể của anh ta thì tình trạng cướp khách, phá dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh diễn ra liên tục. Theo anh ta, cuộc chiến giữa các dịch vụ rất ít người biết, vì hầu hết các chủ dịch vụ đều có đông đàn em, nên đều tự xử với nhau theo kiểu giang hồ. Nếu bị cướp gái thì tổ chức cướp lại bằng dao búa. Nếu thấy yếu hơn thì chấp nhận mất hết đào, đành phải tìm gái khác, địa bàn khác để làm lại từ đầu. Mày nghe chuyện của chúng tôi cũng không để ý mùi nước hoa sặc sụa của cô gái ngồi cạnh gã bảo kê. Nghe cách gọi của gã thanh niên kia thì cô gái tên là Ngờ. Cô ta lên tiếng.
Thấy bọn em một ngày có thể kiếm được vài triệu đồng, mọi người tưởng ngon, nhưng thật ra khoai lắm, tốn nhiều mồ hôi nước mắt lắm. Mở dịch vụ là có mấy ông đại ca đến đòi bảo kê liền. Mình cứng thì nó đòi hùn vốn bằng vài trăm ngàn, nếu không mỗi tháng phải mất vài củ Mỹ Yên. Người giết một hơi thuốc, rồi kể cho tôi nghe câu chuyện về cô bạn thân tiên hát, cũng làm nghề mặt hạng này. Mỗi lần hát được một đại ca mới nổi mời vào một dịch vụ, chọn bốn cô xinh nhất đi hát giải buồn. Sau khi hát và uống hết mấy két bia ở một quán karaoke trên đường Nguyễn Chi Thanh, gã đại gia bắt hát vào nhà nghỉ xả bia. Trong nhà nghỉ, hát yêu cầu gã ta dùng bao cao su. Bực tức nên hắn đã đấm gãy hai răng của hát và nói: "Tao thích thế nào thì làm như thế, chưa đứa nào dám nói với tao như vậy." Sau lần đó, hát bỏ đi đâu không ai rõ. Một thời gian thấy bảo hát bị nhiễm HIV. Lạc lối trên những đại lộ đen này còn có thể bắt gặp những hàng hot sinh viên. Đây là chiêu bài mới của gái mại dâm với mục đích kích thích trí tò mò cũng như ham cái mác sinh viên. Và đúng như lời quảng cáo mình là sinh viên thì liên tiếp xuất hiện những tấm thẻ ghi rõ họ tên, địa chỉ, sinh viên trường nào. Khách làng chơi không tỉnh táo sẽ ăn phải món thịt lừa của gái mại dâm. Chính vì điều này, các cô gái luôn có một đội bảo kê cho riêng mình. Nếu khách bị lừa phát giác thì đã có bảo kê đứng ra giải quyết. Chúng tôi trả tiền nước và dạo vòng quanh những con phố hoạt động của các bướm đêm. Nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ, chúng tôi quyết định tiếp cận một cô gái. Vừa tạt ngang trước mặt, lập tức cô nàng buông vài câu: "Em đang rất buồn và cô đơn, em ở gần đây, anh nào muốn qua đêm với em không? Để em gọi thêm con bạn em để chia lửa, không vui không tính tiền." Qua câu chuyện chúng tôi được biết, cô gái tên là Trờ, 21 tuổi, quê ở Hòa Bình. Tôi ngạc nhiên, sao bọn em giản dị thế? Trông không giống phong cách của các cô gái khác. Trờ cười nửa miệng: "Anh ơi, phải biến mình như tắc kè hoa chứ. Đi làm dịch vụ mà hoành tráng thì toi. Ở đâu có điện thoại là lên đường. Đi đâu và gặp ai mình còn không rõ thì sanh điệu chỉ mua nguy hiểm vào người." Lấy cớ để trì hoãn, tôi mời Trờ đến quán cà phê để nói chuyện. "Trong lúc đợi bạn em, chúng mình ra đằng kia ngồi uống nước nhé." Cô nàng ậm ừ tỏ vẻ sốt ruột. "Còn bạn em nó lề mề lắm, chắc đang đợi thằng người yêu kiểm kê của nó chờ đấy. Thằng đó đầu gấu lắm, quanh khu vực này ai mà chẳng biết nó." Theo Trờ, để có được sự bảo vệ ngầm, mỗi đêm các cô gái phải nộp 100 đến 150.000 đồng. Trờ cho biết mới đầu khi mới dạt về đây, do không có người đỡ đầu nên cứ kiếm được quốc nào thì quốc đó bị bọn đầu gấu đến lột sạch. Trờ cho biết thêm, "Tháng trước ở đây em chứng kiến một cuộc thanh toán nhau giữa hai dịch vụ diễn ra như phim hành động tại cầu Láng Hòa Lạc. Lúc đó 23 giờ đêm, một chiếc xe máy chở ba cô đào vừa đến đầu dốc thì bị hai chiếc xe máy khác, mỗi xe hai thanh niên đầu trọc chặn lại. Cậu thanh niên chở gái bị hai tên nhảy xuống đập cho mấy sống dao vào mặt ngã nhoài, rồi bị lôi lên xe kẹp giữa hai người chạy về hướng đường Láng đấy." Tôi băn khoăn, sao họ không báo công an và nhận được câu trả lời? "Chuyện thường ngày mà anh, trong nhóm đó có đứa cướp khách của bọn kia, chắc bọn nó trả thù, đấy gọi là giành lãnh địa." Nghe đến đây như tỏ vẻ hoảng hốt, chúng tôi lấy cớ hẹn chờ hôm khác. Trước lúc nổ máy, tôi còn kịp rút tờ 200.000 đồng đưa cho chờ và không quên dặn chờ bồi thường cho cô bạn kia. Dễ nhận thấy lãnh địa hoạt động của đào hàng giạt là những địa điểm có bóng tối phủ đầy. Lãnh địa ấy là dưới những chân cầu, công viên, lề đường. Và dĩ nhiên, cách hoạt động cũng đơn giản. Người mua, kẻ bán cũng chỉ qua loa với nhau là có thể bay đêm trong những nhà nghỉ bình dân. Nếu ở những nơi hoạt động có tổ chức, các cô gái bán dâm phải theo một quy định sẵn có, thì ở đây lại có những luật ngầm riêng. Các cô gái bán dâm ở khu vực này hầu hết là hàng hết đát, sức lực yếu. Chính vì vậy họ thường chia ngọt sẻ bùi với nhau. Một luật bất thành văn của gái bán dâm nơi đây là không được giành khách của người khác. Những gái bán dâm ở đây là hàng đã xế chiều, vì vậy tất cả những đắng cay ngọt bùi của nghề bán thân họ đều hiểu rất rõ. Chính vì vậy khi dạt về đây họ không muốn phải kèn cựa giành giật như thủa vẫn còn non tơ. Dù không nói ra nhưng những cô gái ở đây ngầm hiểu và tự chia lãnh thổ, địa phận riêng. Khách đến khu vực của ai thì người đó được hưởng. Nếu như mà có cô gái nào dám giành khách của người khác, khi khách đã vãn hoặc là đến sáng hôm sau, những cô gái khác sẽ kéo kẻ phạm tội ra để thanh trừng, cảnh cáo. Đối với những người hai lần phạm lỗi trở lên, họ sẵn sàng cấm hành nghề tùy vào mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Tuy nhiên thông thường đối với ma cũ sẽ không có chuyện này xảy ra. Mà phạm lỗi chỉ là những người mới nhập hội khi chưa biết rõ luật. Bên cạnh đó, các cô gái hành nghề mại dâm ở đây đều gắn kết với nhau mỗi khi có khách yêu cầu một lúc nhiều người. Họ không ngại ngần khi phải giới thiệu thêm mối cho khách. Họ còn sẵn sàng đổi món cho khách quen khi mà nhường cho các chị em của mình. Các dịch vụ gái gọi đang bùng nổ một cách tự phát và khó kiểm soát. Các chủ dịch vụ cho rằng họ không tổ chức hành nghề mại dâm, họ chỉ tổ chức cho các cô gái đi bấm bài trong phòng hát cho khách. Chuyện có một cô gái nào đấy đi khách, họ không biết, cấm nhưng mà không cấm được, và cô gái đó phải chịu trách nhiệm. Nói vậy không lẽ các dịch vụ hoạt động mại dâm trá hình này cứ ngang nhiên hoạt động? Chưa kể đến nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, thậm chí là thanh toán nhau vì mâu thuẫn giữa các chủ dịch vụ. Mỗi ngày có hàng nghìn cô gái xuất phát từ dịch vụ đi tiếp khách, không ít trong số đó nhiễm các căn bệnh xã hội nguy hiểm, kể cả HIV/AIDS. Bà bán nước chỉ tay về phía đầu đường và kể câu chuyện cách đây vài tháng. Trên đường Nguyễn Chí Thanh, khoảng 30 tên dùng hung khí ập vào quán lúc chập tối, đập phá, bắt đi những cô gái đẹp và cấm số gái còn lại đến làm việc. Rất may là chủ dịch vụ này chịu nhì, nên chỉ có một vài người đổ máu mồm vì nắm đấm, chứ không có ai phải nhập viện vì dao búa. Chủ dịch vụ này phải trốn biệt về quê, nhường lại thương hiệu, gồm tên và số điện thoại cho kẻ mạnh hơn mình. Quý vị và các bạn thân mến, để hành nghề bán chôn nuôi miệng, tất nhiên gái bán dâm phải có hai thứ không thể thiếu, đó là tuổi trẻ và nhan sắc. Vậy nên khi đến tuổi hết đát phải đi ra đứng đường thì nhiều gái mại dâm đã tìm phương án đi phẫu thuật thẩm mỹ chui để hòng câu khách đại gia. Và cũng từ đây là muôn vàn câu chuyện khi mà hàng loạt những cái cơ sở thẩm mỹ chui xuất hiện. Đẹp đâu thì chưa thể thấy, nhưng mà mạng sống đôi khi lại quá mỏng manh trước lưỡi dao của phẫu thuật thẩm mỹ. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng Hồng Nhung theo dõi chương trình ngay dưới đây. Trong một cuộc khảo sát của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, có tới hơn một nửa số người hành nghề mại dâm thú nhận nguyên nhân chủ yếu là do nghề đem lại thu nhập cao, trong khi bản thân họ lười lao động lại thích hưởng thụ. Số còn lại cho biết đi vào con đường hoạt động mại dâm là do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bị lừa đảo, lôi kéo, nghiện ma túy. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thu nhập trung bình từ hoạt động mại dâm là 8,6 triệu đồng một tháng, cao hơn so với thu nhập trung bình của dân cư ở Việt Nam khoảng 2,5 lần. Cao hơn so với thu nhập trung bình của nhóm 20% người có thu nhập cao nhất. Đó là chưa kể đến một tỷ lệ đáng kể người hoạt động mại dâm, khoảng 45,6%, còn có thu nhập từ các việc làm khác. Đặc biệt, có khoảng 5% số người trả lời có thu nhập từ hoạt động mại dâm là từ 20 triệu đồng một tháng trở lên. Cũng theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, có tới gần 1/4 đối tượng mại dâm được phỏng vấn đã từng từ bỏ hoạt động mại dâm, sau lại quay lại. Có 37,9% muốn tiếp tục công việc và 48,2% muốn rời bỏ công việc. Những lý do chính muốn rời bỏ công việc là không muốn bị kỳ thị, lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm HIV và lo sợ cơ quan chức năng. Còn lý do chính mà họ muốn tiếp tục công việc này là yếu tố kinh tế. Bởi vậy, những cô gái mại dâm quá lứa và nhan sắc tàn tạ thường tìm đến thẩm mỹ viện như một cứu cánh. Tình cờ chúng tôi biết đến cô gái có thâm niên hơn 20 năm về cái nghề làm vợ thiên hạ, có cái tên bình dị Nguyễn Thị Cúc. Có điều từ khi Cúc vào nghề, cô đã tự đổi tên mình thành Kiều Lan. Nói về việc đổi tên này, Kiều Lan cười buồn. Vào cái nghề của em, chẳng đứa nào nó ngu gì mà lại để tên thật. Dù đứa đó có không cha không mẹ, không bạn bè thân thích, thì theo cái nghiệp này vẫn phải để tên giả. Không ai quy định, nhưng em chưa thấy đứa đồng nghiệp nào của em mà lại lấy tên thật đi hành nghề cả. Hơn nữa, cái tên Cúc của em nghe nó cứ quê mùa lắm. Phản xạ đầu tiên của một người tìm đến mình, ngoài nhân sắc thì là cái tên. Nghe tên quê mùa như thế, em tin là nhiều khách nhạy cảm sẽ tụt hết cả cảm xúc. Một cái tên đẹp, nó sẽ làm cho em đắt khách hơn. Nhưng dù có một thân hình đẹp, cái tên đã thay đổi cho hợp với ngành nghề, thì Kiều Lan vẫn phải đẩy ra đứng đường từ bước qua tuổi 40. Cũng không phải là không lường trước hết được tình thế, bởi theo Kiều Lan nói thì cái nghề của cô, sự đào thải theo thời gian và tuổi tác là điều đương nhiên. Kiều Lan tâm sự: khi em vào nghề, em cũng xác định là sẽ chẳng bao giờ đứng trên đỉnh vinh quang mãi chị ạ. Nghề này nó bạc bẽo lắm. Mình đẹp, có nhiều người đẹp hơn. Mình trẻ thì có nhiều người trẻ hơn.
nên bị đẩy ra đường chẳng có gì là lạ. Nhưng vẫn buồn, phục vụ khách sổ quen rồi, nhận tiền bo quen rồi. Mà cái nghề này khi đã làm rồi ấy, thì khó mà làm nghề khác được, nên em đành phải đứng đường đấy. Cái việc đứng lề đường để mời khách mua dâm thì ai cũng biết. Khách hàng thường là thợ hồ, cánh lái xe say xỉn, đôi khi là mấy bác xe ôm ế khách. Những khách hàng này có thu nhập ít, xa vợ con hoặc ham hố của lạ, nên trả giá rẻ rúng. Kiều Lan cười chua chát. Thường thì mỗi cuộc từ 50.000 đến 150.000 đồng, tiền phòng khách bao, nhưng ê chề lắm. Bọn khốn đó nhậu xỉn vào, nó dai như đĩa đói, phải cả tiếng đồng hồ, đôi khi vài tiếng mà được mấy chục ngàn, nhục nhã lắm. Cũng vì lý do đó nên Kiều Lan quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói cô muốn lấy lại nhan sắc và tuổi thanh xuân để có thể kiếm được khách đại gia. Nhưng có một nghịch lý là vì không có nhiều tiền nên Kiều Lan chọn những nơi làm phẫu thuật chui. Kiều Lan chia sẻ, dù nghề của em ai cũng tưởng là làm được nhiều tiền thì sẽ tích cóp được, nhưng mà cái nghề này bạc bẽo lắm. Ngày trẻ dù cả ngày làm ra bạc triệu, nhưng bọn em ăn tiêu chơi bời hết. Em có chút vốn mới gom được, vay bạn bè thêm ít để đi phẫu thuật, nhưng chọn nơi uy tín thì chẳng đủ, phải chọn những nơi rẻ, mà rẻ thì chất lượng không như ý, cũng đành phải chịu chứ biết làm sao. Sau khi phẫu thuật, không những không trẻ đẹp như ý muốn, mà da Kiều Lan bị phồng lên, hai mí mắt bị sụp, mũi vẹo đi một cách thảm hại. Kiều Lan ngậm ngùi cho biết, thay vì trước đây ra đứng đường ở quận 1 và quận 3, nay Kiều Lan phải đứng ở Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa để phục vụ các khách hàng ít tiền. Tệ hại hơn, Kiều Lan đồng nghiệp của cô có tên là Mai Anh, cũng là tên giả để hành nghề, quê ở Cà Mau. Năm nay mới 27 tuổi, nhưng do vốn nhan sắc không được mặn mà, nên Mai Anh cũng phải đi phẫu thuật thẩm mỹ và nâng ngực. Nhưng cũng vì không có tiền, nên Mai Anh đi thẩm mỹ chui, và tai hại là ngực của Mai Anh không những không căng tròn mà cô còn bị vỡ túi ngực do độ silicone. Bây giờ Mai Anh phải sống với bộ ngực bị cắt một bên do biến chứng trầm trọng sau phẫu thuật. Mai Anh đau xót nói, mình chẳng dám kiện người ta vì trước khi phẫu thuật mình đã ký cam kết không kiện. Hơn nữa, mình cũng biết trước là tiền ít thì cũng ráng chịu. Bây giờ thì không những không hành nghề được mà muốn kiếm một tấm chồng cũng chẳng được. Về quê đi rửa chén cho quán cơm là hợp nhất. Theo lời của Mai Anh thì có rất nhiều các cô gái hết đát trong nghề bán dâm tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ chui. Mai Anh kể, em có đứa bạn bây giờ may mắn là nó lấy được chồng rồi. Nó quê ở Long An, trước mới lên thành phố bọn em gặp nhau khi mà cùng bán chung quán cà phê. Ngày đó hai đứa còn nai tơ ngơ ngác lắm, không sành sỏi như bây giờ. Nghĩ chỉ làm tiếp viên cà phê để kiếm tiền thôi. Ai ngờ dòng đời đưa đẩy, khách gạ gẫm đi bán dâm. Thấy lợi nhuận nhiều gấp mấy lương nên bọn em mới đi. Nhưng đời gái bán dâm có thời thôi. Nó cũng xinh đẹp nên nhờ đến thẩm mỹ, nó quyết định đi xăm môi. Vậy mà cái môi của nó bị sệ ra, trông phát khiếp ấy. Nó chán đời bỏ về quê. Ở quê ai cũng chê cười. Nhưng sau đó có một ông góa vợ thương tình nên lấy nó vài năm rồi. Giờ nó sinh được đứa con gái nhưng vẫn bị ám ảnh thẩm mỹ. Dù biết trước thảm họa, nhưng nhiều cô gái trong nghề vẫn muốn lên đời bằng phẫu thuật thẩm mỹ khi nhan sắc và tuổi trẻ không còn nữa. Bởi như Kiều Lan nói, lúc chia tay chúng tôi, một là bỏ nghề, hai là đổi nghề. Cuộc đời của người bình thường còn muốn tìm vận may hên xui. Huống chi những đứa như bọn em. Cái nghề này nếu mà đã ra đứng đường thì coi như xong. Suốt ngày chỉ tiếp những kẻ say xỉn, những ông già chán vợ, vừa mệt mỏi vừa chẳng có tiền. Như thế thì thà đi thẩm mỹ. Dù biết nó không an toàn, nhưng đó là con đường duy nhất để cứu cuộc đời bỏ đi của những đứa như bọn em. Ít ra cũng về việc mưu sinh. Bác sĩ Đậu Phi Nam, Bệnh viện Quỳnh Lưu Nghệ An cho biết, khi nói đến việc thẩm mỹ thì ai cũng biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người thế nào. Trừ những người bất đắc dĩ. Còn tốt nhất thì nếu cha mẹ sinh ra một hình hài tương đối bình thường thì chúng ta nên để vậy, chẳng nên đi thẩm mỹ. Nhưng nếu ai đó thấy vẫn muốn đẹp hơn thì nên đi tư vấn và phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở uy tín, được cấp giấy phép đàng hoàng. Còn phẫu thuật ở những cơ sở làm chui không đảm bảo an toàn rất nguy hiểm, đôi khi cướp đi mạng sống của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến,
Ai cũng mong cầu mình có một sắc đẹp thăng hoa hơn. Kể cả là những người không làm, không hành nghề bán chuột nuôi miệng thì ai cũng muốn mình đẹp hơn cả. Chẳng có ai là muốn mình bị xấu đi. Và bất kể người phụ nữ nào khi mà có điều kiện thì cũng đều mong muốn được làm đẹp. Và làm đẹp thì chúng ta phải làm đẹp an toàn, uy tín, chọn những cơ sở chất lượng để giao cái khuôn mặt của mình, giao cái thân thể của mình cho một cái vị bác sĩ có bằng cấp chứng chỉ. Mà đôi khi bằng cấp chứng chỉ cũng còn đang có rất là nhiều những cái sơ suất xảy đến, chứ đừng nói là những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui. Và trên mạng, trên internet hay là trên các sóng truyền hình thì chúng ta cũng đã thấy là có quá nhiều những cái trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ chui hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở không uy tín và bác sĩ không được đào tạo chuyên sâu, không có bằng cấp chứng chỉ được dạy bằng cái cách truyền tay, và cứ thế thì những cái gương mặt lỗi, gương mặt hỏng, hoại tử ra đời và để lại nó là hằng vàn những cái hậu phẫu, những cái kết quả cực kỳ là xấu và không thể nào sửa chữa được. Mong là chị em hay là bất kể những cô gái nào mong muốn làm đẹp, chúng ta hãy có những cái sự lựa chọn thật sáng suốt cho bản thân mình quý vị nhé. Làm đẹp chắc chắn sẽ phải tốn tiền rồi, không có làm đẹp nào là rẻ cả. Và là mong quý vị chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn sáng suốt nhất.